Chào anh em, hôm nay mình lên ít mấy món hàng bãi giao lưu anh em. Đầu tiên lên cái thước kẹp. Cái thước này 1,5 tấc nha anh em, của hãng Mitu Toyo. Hàng đo khá là chuẩn. Hàng bãi nên nó có chạy xước nhẹ những chỗ nhưng không đáng kể. Mòn mỏ đẹp. Đầy đủ phụ kiện. Cái này em bán 400 nha anh em. Em có 3 cây. Một cây gắn 400 hết. Hàng em đã vệ sinh. Ok hết. Cây số 2 giá cũng bằng nha anh em. Cây số 3 cũng vậy. Cùng hãng Mitu Toyo hết nha. Em đã về kiểm tra vệ sinh hết. Về anh em chỉ xài thôi. Cây này nó có chạy xíu. Em nào mua thì em bốc cho em, còn ai chơi đắt á thì tìm người nào bán rẻ hơn mua nha. Tiếp theo em lên một cái búa của hãng Đất Ghi. Búa này búa đầu vuông nha anh em, hàng này còn mới lắm, sơn này sơn zin luôn nè, em không dám vệ sinh mất zin. Cái búa này nặng 570 g. Cái búa này còn mới em bán 250 nha anh em. 250. Tiếp theo là cây búa bi. Đầu thì 450 g. Cái cán nó 600 g. Cây này em cũng bán 250 nha anh em. Hàng này hàng mới còn tem mát đầy đủ. Hàng rất đẹp nha anh em. Cây đóng đinh, nhỏ đinh hàng của Nhật. Cây này vệ sinh chưa kỹ nhưng xấu xíu. Cây này 250 luôn nha anh em. Đây là cặp nại lớp. Hàng này của Nhật luôn nha anh em. Nó chiều dài nó có để trên đây luôn, 360 ly là 36 cm, hàng của Nhật, sơn zin còn luôn. Cặp này em bán 250 nha anh em, giá là em chưa bao ship nha anh em, giá là chưa gồm phí nha. Cặp này nặng 570. Đây là cây mỏ lết lotter 300 ml của Nhật. Hàng bãi thì nói chung là hàng này thì nó ok, hàng này tiện không anh em. Cây này em bán 280 nha anh em, nhẹ nhàng. Em đã vệ sinh hết rồi, về chỉ xài thôi. Tiếp theo là cây 300 ml của hãng KDC. Chày hàng bãi thì cũ thì sẽ lướt cây chày nhẹ nhẹ thôi, nhưng mà ngàm thì ok, không gơ lắp. Cây này em cũng bán 280 nha anh em, KDC. Đây này 250 ml, cây này còn mới à, len ken luôn. Cây này 10 inch của hãng Tohoku Xông hết. Cây này em bán 220 nha anh em, mới len ken luôn. Cây này 6 inch, 6 inch là nó 150 ml. Thằng này là của thằng Ba Cô. Ba Cô là của Thụy Điển nha anh em. Này là thép đen tốt, bán 150 nha anh em. Cây này cây lotter 150 ml. Cái này dơ nha anh em, cây này chưa vệ sinh. Cây này bán 100. Cây này 250 ly của Lotte, 250 200 ml. Cái này ngàm nó mở được.
26 này. Cái này em bán 150. Đấy rồi. Đâu, cái này bán 8. Này mỗi lớp gân của một hãng Gigit của Mỹ nha anh em. Thân nhôm size 10 anh. Hàng Mỹ thì nói chung là gân nó thì ok, chưa bị gì hết. Hàng còn mới. Thân nhôm mình không đánh để sơn zin đây. Sẽ ok. Cái này mình mở, nếu mà mở tối đa luôn thì nó 50 nha anh em. Chỉnh lý cơ số mát. Này nè, của Nhật đây nè. Hàng em bán của Nhật không à. Cái này bán 300 nha. Hàng rất đẹp. Và động bình thường. Anh em là biết xài em mua cây này thì em muốn không biết xài, biết người ta chỉnh lưỡi thôi. Cưa cưa của Nhật mấy da băng hơi mờ, lưỡi thì ok nhưng mà thân lưỡi thì nó hàng bãi thì nước mưa thì nó bị ố đen thôi, không không đánh đánh thì nó xấu á. Để zin luôn, lưỡi còn zin ok. Cái này em bán 220 thôi nha anh em. Cưa gấp tay cái nhựa lưỡi 21 cm nha, chiều dài lưỡi thôi, cán này chắc cũng 20 cm.